Em và chồng em yêu 7 năm rồi cưới theo quán tính. Sau đó em trải qua biết bao đau khổ, biết bao khổ sở, hai chấm, bị phản bội, bị đối xử tệ. Em khổ sở hốc hác, không tiền nuôi con, còn bị chà đạp. Em bị trầm cảm 2 năm, 4 năm chịu đựng, em vượt qua được, cố gắng để chán qua này. Trời, sự chuyện của em sao lâm ly bi đát. Nãy giờ nghe anh thấy em đầu tiên là người kiên nhẫn rồi đó. 4 năm chịu đựng em vượt qua được, cố gắng làm việc, chắc là làm việc, cố gắng làm việc và yêu thương bản thân. Đến khi em xinh đẹp, độc lập, làm ra nhiều tiền, mẹ con em sống sung túc, chắc do em hiền tử tế nên xã hội công việc thuận lợi, thì chồng em hối hận quay về ăn năn đủ kiểu. Vậy đó là gì anh? Em giờ sống hạnh phúc với những gì em có được và chăm dạy cho con chu đáo. Em thì giờ có chồng cũng được, không chồng em cũng hạnh phúc. Vậy cuộc hôn nhân em mai sau sẽ ra sao vậy anh? Em ơi, cái cuộc hôn nhân của em nó tách ra làm hai giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất thì em đã nhận định được rồi, tức là em hôn nhân quán tính, nó có nghĩa là cái nền tảng hôn nhân em không tốt. Rồi sau đó em bị đau đớn tình cảm bên này, là bị chà đạp, bị trầm cảm. Thì nè, anh nói nè, cái nguyên nhân lớn của cái đoạn mà sau hôn nhân mà bị đau đớn á, nó là cái vì không có xây dựng hôn nhân. Đương nhiên cái nền tảng hôn nhân yếu đã là một cái yếu tố bất lợi, rồi không xây dựng hôn nhân cho nên nó không ra cái cảm giác đó, rồi sau đó bị đau khổ. Những cái mà em gọi là chồng chà đạp, khổ sở, đau đớn này nọ, anh trừ hao lại, anh trừ hao lại, anh nói cho nó đơn giản hơn là sau đó trong hôn nhân hai người có gây tổn thương cho nhau, và những cái tổn thương đó có thể cực kỳ nhiều tới cái mức mà em cảm giác là như em vừa tả. Nhưng mà anh đoán là ông chồng bên kia cũng thê thảm tè le theo cái cách mà anh ta cũng có thể tả, cái kiểu mà giống như mình nghe một bên xong mình hỏi bên kia, thấy bên kia họ cũng bầm dập không kém. Ok, để cho mọi người có cái góc nhìn nó công tâm hơn chút xíu. Rồi em nói bây giờ sau đó thì em biết yêu thương bản thân, em xinh đẹp, độc lập, hạnh phúc, làm ra nhiều tiền, chăm sóc con, thì ông chồng quay về ông năn nỉ đủ kiểu. Okay. Đây đây là cái anh muốn giải thích cho em. Anh ta quay về, anh ta năn nỉ cho em, nó không phải là chuyện lạ nha, nó không phải chuyện lạ nha. Có vẻ như chưa có ly dị, chỉ là giống như bỏ sống vậy thôi. Okay. Và cái đó cũng là bình thường. Thì cái anh trả lời cho em nè, khi mà người đàn ông á, không nhiều người đàn ông mà sau khi đau đớn với vợ rồi chia tay gì đó mà ly đến ly dị, và lý do vì sao, vì nó còn nhiều giá trị khác nữa, như anh giải thích, nhiều con cái, gia đình, xã hội, công ăn việc làm, tiền bạc, thậm chí là mặt mũi với bà con thôi, hay là việc ra tòa ký đơn, nó cũng là cái phiền phức. Ok, người đàn ông người ta không có ly dị, và nếu như mà không ly dị hoặc là có thể cũng có ly dị, mà nếu như còn những cái giá trị đó nó vẫn còn, như con cái chẳng hạn, thì anh ta sẽ mò về, anh ta quay về. Và rất là nhiều người đàn ông người ta có quay về, cái đó không có hiếm. Nhưng mà cái trả lời cho em chỗ này nè, là cái mà em vẫn còn thiếu đó, là bây giờ em thành đạt về tài chính và em hạnh phúc riêng với cái phiên bản độc thân của em, nhưng mà em vẫn còn thiếu một cái trong cái diễn tả của em, là anh chưa chắc là em biết cách sống cuộc sống tình cảm. Tại sao anh nói vậy, là tại vì em vẫn chưa biết cách xử lý của ảnh, và em vẫn hỏi anh một cái câu rất là cơ bản, là bây giờ em nói em hạnh phúc những gì em có được, chăm dạy con chu đáo, em thì giờ có chồng cũng được mà không chồng em vẫn hạnh phúc, vậy hôn nhân em mai sau sẽ như thế nào? Cái câu hỏi cuối cùng, mai hôn nhân em mai sau như thế nào, nó nói lên em hoàn toàn chưa kiến thức về tình cảm. Và cho nên như vậy nè, nếu như em lại vào một cuộc sống tình cảm khác hay là quay lại với ông này, nó cũng sẽ mài mại tương tự. Cái hôn nhân sau hay là cái cuộc sống tình cảm đoạn sau của em, nó cũng mài mại, nó tương tự đoạn đầu, nó có thể khác ở chỗ là dễ thở hơn về tài chính, nhưng mà nó sẽ không có giúp em được. Và cái câu hỏi đó của em trong đó nó cũng ngầm mang một cái ý gì đó của cái sự tổn thương, tức là sự khập khiễng đến từ cái đoạn trước của cái hôn nhân. Thì đó, anh cảnh giác em ở chỗ này, em đang sống cái cuộc sống độc thân tốt đẹp, nhưng mà em đang bị ngầm mang một cái sự tổn thương ở trong lòng, cho nên em có vẻ sợ. Bởi vậy em mới ra câu hỏi là mai sau cuộc sống tình cảm, cuộc sống hôn nhân của em như thế nào. Câu trả lời cho em nè, nó nằm ở phần kiến thức và cái con người mà mình đúc thành trong cuộc sống tình cảm mình, thì nó sẽ quyết định cái chất lượng cuộc sống tình cảm đó. Do đó hôn nhân của em tốt đẹp hay không là do cái phiên bản trong cuộc sống tình cảm của em, chứ không phải phiên bản kiếm tiền. Em bây giờ đang tốt ở cái phiên bản lo lắng cho con, phiên bản kiếm tiền, xã hội gì đó, em nói công việc á, nhưng mà phiên bản về tình cảm của em hình như chưa có sự thay đổi, mà thậm chí lại có sự khập khiễng. Do đó cái em cần làm bây giờ là cho mình nâng mình lên ở cái phiên bản trong cuộc sống tình cảm đó, chứ không phải phiên bản kiếm tiền nữa nha. Kiếm tiền ổn rồi, ok, anh mừng cho em. Nhưng khi mà em có cái đó thì em sẽ có câu trả lời cho em.
Rồi trả lời cho em câu đó hiểu chưa? Anh vui vì em hỏi câu đó, tại vì trước khi em đi vào một cuộc sống tình cảm khác hay là quay lại với cái người đàn ông này thì em phải hiểu cái đó và biết cho mình, nó bắt đầu bằng cái kiến thức ấy. Nếu em vẫn chưa biết cách, em đặt cái câu hỏi là nghĩa là em chưa biết cách, em nên tìm hiểu. Và anh nói cho em biết, nó đơn giản vô cùng, nó không có phức tạp gì đó. Cái lớp đường đến trái tim chàng và lớp hôn nhân hạnh phúc và true love là hai cái lớp mà nó cho các bạn những cái kiến thức cơ bản tạm gọi là khá đủ á, về hai cái phần. Thứ nhất là hẹn hò trước hôn nhân, thứ hai là trong hôn nhân và sau hôn nhân. Ok, câu trả lời kế tiếp cho em. Chào anh Tuấn, em mới quen ảnh này được 1 tháng, gặp 4 lần. Đây, nhà ảnh cách nhà em 400 km, chạy xe ô tô 2 tiếng. Ok, từ từ nha. Anh thấy cái bài toán ở đây, thì anh cũng là dân có chút học toán đó, hồi nhỏ học toán cũng nói chung dốt dốt, nhưng mà toán về vận tốc, thời gian và quãng đường cũng tới nỗi tệ. Nếu mà để dán lại coi mắt mình đồng có tèm nhèm không, sao ra được tới 400 km mà đi 2 tiếng đồng hồ, đọc lại coi phải mắt mình nhìn đúng không. Nhà ảnh cách nhà em 400 km, chạy xe ô tô 2 tiếng lên gặp em. Cho anh làm bài toán xíu nè, anh không chắc cho nên dùng máy tính. 400 km là quãng đường, okay. Chia cho thời gian là 2 thì sẽ ra cái vận tốc là 200 km một giờ. Và nếu như anh dùng mai đi, mai tại vì xài mai quen, 1.6 mai cho 1 km thì sẽ có đi tốc độ là 125 mai một giờ. Ok, anh nói em sơ sơ vài yếu tố để có thể đi được cái tốc độ đó. Thứ nhất là mình bỏ những yếu tố là sau khi đi đường lớn quẹo đường nhỏ mất thời gian đèn đỏ và gạt hết hoàn bên, thì anh ta phải đi ở cái tốc độ đều trung bình là 125 dặm một giờ hay là 200 km một giờ. Thì đường ở Việt Nam theo anh biết là nhiều lắm là 120. Anh ta đi như vậy rất có khả năng sẽ bị police bắt. Nữa là anh ta đi với vận đi cái tốc độ như vậy, anh ta sẽ đụng nhiều, rất là nhiều người, là tại vì người ta đi 100, 120, 60, 70, anh ta thì 200. Em sẽ thấy giống như á là những cái xe hơi đứng im, còn mình nếu giả sử một cái xe đang chạy 100 mình chạy 200 thì nó giống như tương đối nè, giữa hai vật này thì giống như cái xe kia đứng yên mà mình chạy tốc độ 100 cái số giờ vậy. Nếu mình chạy 200 họ chạy 100, em sẽ cảm nhận đang chạy nè, người đó đang lái xe 100, cái xe em qua này nè nhanh như là viên đạn vậy. Còn viên đạn thì hơi hơi nhanh, nhưng mà 100 km giờ chắc cũng bằng khoảng chừng 1/1/1000 tốc độ âm thanh á, nhanh lắm á, cũng nhanh thuộc dạng dữ á. Ok, cái nữa nè, để chạy được cái tốc độ 125 dặm một giờ 200 cây số giờ đó thì xe đó ít nhất nha, anh nghĩ nó phải là thuộc dạng 6 máy, và nó chắc cũng phải có một cái chắc cũng phải 6 máy và khoảng 3 chấm, 3 chấm tức là máy dung tích phân khối phải khoảng chừng 6 3 lít, 6 máy thường khoảng 3 lít, 3.0 trở lên á. Và cái tốc độ đó nó đòi hỏi cái xe phải cỡ đó, và khoảng 120 130 á là top speed của cái xe đó, tức là nó phải chạy hết ga liên tục, tức là người ta sẽ nhấn cái chân vô hết ga liên tục và không được buông ga đạp thắng, chạy hoài 2 tiếng mới tới được theo cái tốc độ đó. Dạ, tôi nói cho em biết 125 dặm một giờ là tốc độ. Những cái xe như là Honda Civic hay là Honda City hay là Kia Morning, quên đi, không chạy nổi tới tốc độ đó. Ít ít đó cũng phải là Honda Accord mà 6 máy á nha. Chứ Accord mà 4 máy 2.6 chạy không nổi tốc độ này đâu. Nó chỉ liếm liếm là nó tụt xuống, liếm liếm tụt xuống, gió ngừng cái là chậm rồi. Vậy đó là cái bài toán của em đưa nó có một cái hơi lạ, do đó anh cũng phân tích ra chút xíu không. Ok, giờ dịch bệnh ảnh không lên gặp em được. Ok, lúc nào cũng nói nhớ em và muốn dịch bệnh mau hết để đến gặp em. Ngày nào cũng nhắn tin 2 3 lần. Tối em mới trả lời ảnh. Có một hôm anh nhắn tin anh gửi hình cái bóp hết tiền và hình mặt cười, rồi anh không nhắn tin với em 3 ngày. Vậy là sao anh? Cảm ơn anh. Chẳng là sao hết, chẳng gì hết, bình thường hết, hết tiền mà không nhắn ra gì đâu. Tình như củ khoai, tình bé làm hai, ai ngờ khoai sùng hết tiền em. Ok, anh ta không nhắn là tại vì anh ta có cô gái khác, anh ta có những cái việc khác, cô gái khác thì không chắc, nhưng mà anh ta có những việc khác anh ta quan tâm hơn. Dịch bệnh chứ ở nhà mà, nhưng mà cũng bận rộn với những cái chuyện của anh ta, giả sử chơi game chẳng hạn. Anh không biết. Okay, cái câu hỏi của em nó không đủ để xác nhận về tình cảm. Anh chỉ biết một điều này là nếu như người đàn ông nào mà cuồng một cái cô gái nào đó quá rung động thì anh ta sẽ cố gắng liên hệ mỗi ngày. Ok, thì đó là cái câu trả lời của anh cho em. Thì trong cái mùa dịch bệnh là hơi bị rảnh đó,
nếu như anh ta thật sự có thời gian như em nói, ok, thì đó 400 km đi 2 tiếng hồ thì nó đã có cái gì đó hơi lạ chỗ em rồi đó. Với anh ta và em nói chuyện nhau sao nó biết, sao tháng gặp 4 lần mà đi 200 400 km mà đi 2 tiếng, mà em ngồi em nghĩ vậy anh cũng không biết là anh ta phải đi từ 400 km đâu, hay là đi từ cái chỗ cái bàn pizza cách nhà em ba 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 căn á, nhưng mà nói là anh đang lái là nhà em, thực ra đang đánh mấy cửa pizza chưa xong, đợi 2 tiếng xong bắt đầu bước qua chạy xe qua hớt hớt hải chuẩn lái xe mấy tiếng mệt quá đó. À đâu biết, ok, mối quan hệ của em nó rất là mới, rất là mong manh, nó chưa có gì hết, đừng mong đợi gì nhiều nha. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn, mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa, bye bye.